Một không gian gọn gàng sẽ giúp mang lại cảm giác dễ chịu và thoải mái sau một ngày mệt mỏi vì công việc. Hôm nay mình xin giới thiệu cho bạn một sản phẩm vô cùng hiệu quả và giúp ích cho việc sắp xếp lại đồ đạc. Đó là móc chữ S loại có đầu tròn treo đồ siêu chắc. Móc treo hình chữ S được làm từ chất liệu inox cao cấp. Đặc biệt, móc từ Shop USA Store có đầu bi tròn giúp đồ vật 100% không bị rơi ra. Chúng có thể giúp bạn treo mọi thứ từ nồi chảo và dụng cụ nhà bếp, treo quần áo, treo hàng hóa. Chiếc móc nhỏ mà có võ đấy nhé, chịu tải tối đa tới 15kg giúp không gian sống nhà bạn trở nên gọn gàng, ngăn nắp và hiện đại hơn. Quả là một sản phẩm tiện ích cần có cho mọi gia đình. Bạn hãy xem các tình yêu đánh giá về sản phẩm này như nào nhé. Sản phẩm tốt, chất lượng giao hàng nhanh, ủng hộ shop lâu dài. Móc tiện xò và chắc chắn, tiện lợi để chơi nhiều đồ cùng lúc nha mọi người. Bạn thấy thích sản phẩm này thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.